Ý nghĩa của việc trưng bày tượng con rắn trong nhà. Rắn là hình tượng khá quen thuộc trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Con rắn là một trong những biểu tượng thần thoại lâu đời nhất và phổ biến nhất của thế giới loài người. Trong văn hóa, sự hiện diện của loài rắn được diễn ra từ cổ chi kim, từ văn hóa phương Đông đến văn hóa phương Tây, từ văn minh cổ xưa cho đến quan niệm về rắn thời hiện đại. Rắn không chỉ là loài động vật sống trên khắp thế giới, nó còn là biểu tượng cho nước, lửa, linh hồn, quyết đoán, đa nghi. Rắn biểu trưng cho cả giới tính nam và nữ, là một vị thần sáng thế, biểu trưng cho vũ trụ thời hỗn loạn, biểu trưng cho vũ trụ thời hỗn mang. Chính bởi những ý nghĩa phong thủy như thế mà rất nhiều gia đình bài trí tượng rắn trong không gian sống của mình. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của việc bài trí tượng rắn. Hãy cùng theo dõi để cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa bài trí tượng rắn, ý nghĩa của việc bài trí tượng rắn trong nhà. Theo quan niệm của các chuyên gia phong thủy Á Đông, việc bày trí một tượng rắn tài lộc trong nhà hay văn phòng sẽ giúp bạn gặp nhiều điều may mắn hơn trong cuộc sống, khiến công việc luôn thuận lợi trôi chảy. Bởi trong 12 con giáp, chỉ có rắn là lột ra để phát triển, hàm ý giúp bỏ lại những cái khó khăn, sóng gió đã qua để tiến lên trong tương lai một cách đầy hứa hẹn, vượng tài, tăng lộc. Chính vì sự thông minh khôn khéo, sự dẻo dai của loài rắn nên trong phong thủy người ta còn quan niệm rằng trưng bày tượng rắn sẽ giúp cho gia chủ sẽ có nhiều quyết sách thông minh trong công việc làm ăn cũng như gia đình. Trong lăng mộ của các vị vua thời Ai Cập thì vị vua Ai Cập thời cổ đại, người ta tìm thấy trên vương miện có hình con rắn hổ mang và nhiều vật phẩm của các bậc quân vương, vương hầu ngày xưa cũng có khắc biểu tượng con rắn. Vì thế rắn còn là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh. Ngoài ra, khi trưng bày tượng rắn còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc cũng như kinh doanh. Cách bài trí tượng con rắn chuẩn phong thủy. Biểu tượng rắn là một trong những vật phẩm phong thủy mang lại sự may mắn cho gia đình hay cá nhân. Vì vậy, khi bài trí bạn cần tuân theo những nguyên tắc phong thủy nhất định. Nên đặt tượng rắn ở những vị trí cao, tránh tiếp xúc với mặt đất để phát huy tác dụng phong thủy. Các tượng rắn phong thủy có nhiều hình dáng và ý nghĩa khác nhau, như tượng rắn nằm trên đống vàng hay rắn nhà Minh Châu, đem lại nguồn tài lộc dồi dào, may mắn gấp bội cho gia chủ. Mỗi loại theo phong thủy có thể trưng bày trên bàn làm việc, phòng thú ngân, phòng khách, tủ kệ trang trí, để rắn bảo vệ gia đình và công ty, tránh tà khí xua đuổi vận sủi. Ngày nay có rất nhiều biểu tượng vật phẩm được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong trang trí nội thất cho ngôi nhà hay văn phòng. Trong đó, biểu tượng rắn là một trong những vật phẩm phong thủy mang lại sự may mắn cho gia đình hay cá nhân. Hãy lựa chọn ngay cho gia đình một bức tượng rắn phong thủy để mang lại nhiều may mắn và tài lộc.